Xin chào tất cả các bạn. Kaplan Singapore được thành lập vào năm 1989 là một tổ chức giáo dục có uy tín của khu vực cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo. Kaplan Singapore tự hào là thành viên tập đoàn Kaplan Mỹ, một tổ chức giáo dục toàn cầu với hơn 1 triệu sinh viên, 24.000 nhân viên và 400 khu học xá trên toàn thế giới. Các bạn hãy tham gia ngay tuần tham vấn du học Singapore tại Học viện Kaplan, học bổng hấp dẫn lên tới 160 triệu đồng. Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, ngày 6 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2017, sáng từ 9 giờ tới 11 giờ và chiều từ 15 giờ tới 17 giờ. Địa điểm: Văn phòng Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đăng ký ngay tại số điện thoại 028 38 48 479, 028 38 38 2080, 099 569 3574, 0996 277 629, website www.tddvn.com, www.tandaiduong.edu.vn, www.duhocsingapore.net. Tại Kaplan Singapore đào tạo rất nhiều chương trình học. Bên cạnh các chương trình như tiếng Anh, dự bị, cử nhân thì các chương trình đào tạo thạc sĩ tại trường cũng rất nổi tiếng. Vậy lợi ích khi học thạc sĩ tại Kaplan Singapore là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu các bạn nhé. Lợi ích khi học thạc sĩ tại Kaplan Singapore là: môi trường học tập chất lượng. Kaplan Singapore được bình chọn là trường tư thục đào tạo cao đẳng đại học thạc sĩ tốt nhất tại Singapore. Khi học tại trường Kaplan Singapore chương trình thạc sĩ, sinh viên tập trung hoàn toàn vào việc học, không bị sao nhãng bởi vấn đề làm thêm và nhận được sự đầu tư, hỗ trợ tốt nhất của gia đình, thể hiện mong muốn nghiêm túc về cơ hội việc làm trong tương lai. Ngoài những kiến thức học được trên lớp, sinh viên cũng sẽ gặt hái được những kinh nghiệm thực tế. Hơn nữa, trong quá trình học tập, sinh viên được rèn luyện về kỷ luật lao động và kỷ luật xã hội. Đây là nền tảng rất tốt để đóng góp vào sự phát triển doanh nghiệp, tiết kiệm được thời gian, chi phí. So với việc học chương trình thạc sĩ tại các nước như Anh, Úc, Mỹ, thì chương trình thạc sĩ tại Kaplan Singapore có thể giúp các bạn tiết kiệm được gần 50% chi phí với thời gian học từ 12 đến 15 tháng tùy ngành. Thêm nữa, chi phí sinh hoạt của Singapore cũng thấp hơn nhiều so với các nước Anh, Mỹ hay Úc. Do đó, bạn sẽ vừa tiết kiệm được thời gian, vừa tiết kiệm chi tiêu mà vẫn có được chất lượng giáo dục mà mình mong muốn. Thủ tục đơn giản, điều kiện đầu vào không quá khó khăn. Bạn không cần phải chứng minh tài chính khi làm hồ sơ du học tại Kaplan Singapore. Bạn chỉ cần đáp ứng hai điều kiện đầu vào của trường là tốt nghiệp đại học và chứng chỉ tiếng Anh. Mặt khác, nếu như chưa có chứng chỉ tiếng Anh, bạn có thể hoàn thành chương trình tiếng Anh tại trường trước khi học chính khóa, tốt nghiệp với bằng cấp quốc tế. Khi theo học chương trình thạc sĩ tại Kaplan Singapore là học sinh đồng thời có thể tốt nghiệp với văn bằng thạc sĩ của chính các trường đại học nổi tiếng tại Anh, Úc và Ireland cấp trực tiếp, và hoàn toàn không có sự khác biệt nào so với khi học ở các quốc gia này. Bằng cấp tại Kaplan Singapore được công nhận trên toàn thế giới. Cơ hội việc làm cao. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Kaplan Singapore, sinh viên được đánh giá rất cao bởi các nhà tuyển dụng. Thường sinh viên tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp với thu nhập cao gấp nhiều lần so với sinh viên mới ra trường tại Việt Nam. Chương trình thạc sĩ tại Kaplan Singapore: University College Dublin Ireland cấp bằng thạc sĩ quản trị, thạc sĩ tài chính. Thời gian 12 tháng, học phí 27.392 đô sinh, đóng 2 lần, nhập học vào tháng 4 và tháng 10. Northumbria University Anh Quốc, thạc sĩ kinh doanh, chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn, quản lý tài chính, marketing. Thời gian 15 tháng, học phí
22.470 đô sinh. Thời gian nhập học tháng 5 và tháng 9. Yêu cầu tốt nghiệp đại học IELTS 6.5, không có kỹ năng nào dưới 6.0. Ngoài ra, Kaplan Singapore còn có chương trình tiếng Anh dành cho các bạn chưa đủ điều kiện tiếng Anh vào khóa chính, chương trình luyện thi O-Level và chương trình dự bị. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về lợi ích khi du học thạc sĩ tại Kaplan Singapore, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, theo địa chỉ chi nhánh quận nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất, với số điện thoại 028 38 48 4879, hoặc chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, với số điện thoại 028 38 2080. Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội.